Rồi ok các bạn, hôm nay mình sẽ quay sơ sơ tình trạng xe trong tiệm mình để cho các bạn biết sơ qua nha. Có những ai đang sửa xe ở đây thì biết cái tình trạng xe mình như thế nào và trong quá trình làm tới đâu nha. Cái xe này mình mới nhận, nó bị cái tạ dên đang kêu. Thì đến lúc mà mình đã ra xong mình sẽ quay xe đấy cho các bạn xem tình trạng tạ dên như thế nào. Cái xe này ấy thì bảo dưỡng đầu lòng nồi. Nhưng mà cái lòng này thuộc dạng là nó đã có dấu vết xước rồi. Thay bạc thì vẫn được, mình cũng tư vấn với anh khách luôn, thay bạc thì vẫn được, còn nếu muốn ok thì xoáy lên cốt nha. Thì anh quyết định là xoáy lên cốt. Cái đầu ấy thì hai cái xúc bắp lửa này nó đang còn ngon đấy ạ, mình không có thay, mình vệ sinh sạch sẽ thì cái đầu lại, xong rồi mình xoáy xúc bắp cho nó kín lại như mới là được. Cái đầu thì căn đồng tiền, cái này chưa căn nữa, cái này mình chưa căn, mình mới lắp xong, mình mới đợi thôi nha. Đây là đợi quá trình căn đồng tiền. Và bây giờ mình đang tháo cái nồi ra mình kiểm tra. Cái nồi mình tháo ra mình kiểm tra về mình làm lại. Cái nồi thì đang đi lá bố này, hình như là bố gì CTR đúng không? Mình không rành lắm nha, nhưng mà hình như vậy. Lá sắt thì lá sắt zin. Cái này thì làm lại thì mình sẽ làm lại như zin thôi. Anh kêu là làm lại nồi zin thì mình sẽ làm lại nồi zin nha. Cái này thì cũng chả có gì để đề cập nhiều. Nhưng mà cái xe này thuộc dạng là mai mình sẽ căn đồng tiền, làm nồi xong xuôi đúng không, vệ sinh họng xăng kim phun, kiểm tra hệ thống điện lại, rồi mình sẽ nổ máy đầu đa, reset, rồi là cộng thêm xăng cho cái SU này nha. Nên cốt rồi thì mình sẽ phải cộng thêm xăng, mát thêm xăng cho nó. Đó, cái xe này thì đơn giản đó, trong vòng ngày mai là sẽ xong. Rồi cái xe mà ướt nắp này á, bô xăng lửa, ướt nắp nha. Xe này thì nó cũng khá kỳ cục các bạn. Cái chỗ người ta làm đợt trước ấy cũng khá kỳ cục. Làm mà mình tháo cái nồi ra mình chả hiểu người ta đang làm gì trong đấy quá. Hai thằng mình với đệ mình nãy giờ đang sắp xếp xem là người thợ trước người ta đã làm kiểu gì rồi. Nhưng mà cái đầu này thì thuộc dạng là mình làm móc hút xẻ nha, thay nó sau đầu CVR. Rồi vậy thôi, căn đồng tiền, rồi là kiểm tra cái họng xăng chăm móc chưa để mình tính toán tiếp. Bô thì mà thì đã móc rồi thì ok vậy thôi. Rồi mai mình sẽ dyno của ECU nữa xong. Nhưng mà cái nồi này nó có vấn đề như thế này nè. Cái nồi này là nồi sum racing nha. Nhưng mà khi mà mình tháo ra thì người ta chưa vớt mặt đế này, cho nên người ta trên thêm một cái lòng đền. Cái lòng đền này nó là lòng đền zin của xe. Đó, xong bắt đầu người ta chêm thêm một cái lòng đền này thật là dày nữa. Lòng đền zin của xe, cái chuồng heo đúng không? Xong tới cái lòng đền này thì thôi để mình mô tả trực quan đi. Mình sẽ bỏ luôn chuồng heo vào. Đây, nó sẽ như thế này. Đó, xong bắt đầu tới một cái lòng đền. Đó, theo như zin á, theo như zin thì nó như thế này, là mình ụp vô đúng không? Là mình lắp cái nồi xong mình đặt vô. Là bố đã sắt đầy đủ là mình đặt vô đúng không? Thì khi mà đặt vô như vậy á, thì nhiều khi cắt côn mà nó xa quá mà chưa vớt cái mặt đế này á, thì nó sẽ bị đục, nó dễ bị đục. Thì cái phương án của người ta thì người ta sẽ không vớt cái mặt này, nhưng mà người ta chêm cái lòng đền để cái này nó dời ra bên ngoài. Nó dời ra bên ngoài thì nó sẽ xa hơn và nó sẽ khó đụng vào chuồng heo hơn nha. Đó cũng là một cái giải pháp thôi. Nhưng mà như bên mình, kinh nghiệm của bên mình ấy, thì tốt nhất là mình vớt cái mặt đế đi nha. Tốt nhất là vớt mặt đế. Nhiều khi cái lòng đền này mà nó không có chính xác lắm ấy, thì nó cũng sẽ vật mình thôi. Chêm ra nhiều thì nó cũng sẽ bật thôi, nó cắt côn nó sẽ không ok, dễ rung sên được các kiểu các loại ấy. Cho nên tốt nhất nếu mà chêm như thế này thì cũng được, nhưng mà nếu mà tốt nhất thì mình nên vớt và mình làm cho cái nó như kiểu là gần với giống với zin nhất là ok nha mấy, gần giống với zin nhất là ok. Rồi cái lá sắt ấy, cái lá bố ấy, thì cái này là bộ bố lai nha. Cái này là ở trong xe mình tháo ra này thì nó có bốn lá bố lai và một cái lá bố gì đây cũng là CTR hay sao ấy. Thì mình không biết tại sao cái này là mục đích của họ hay là gì, nhưng mà trong cái bịch đồ cũ á, trong cái bịch đồ cũ mà anh chủ xe mang tới thì nó lại có một cái lá bố lai mới tinh đây, có nghĩa là trong cái bộ gắn trong xe này người ta bỏ ra một lá đang mới tinh, chưa sử dụng này, chưa có nhớt luôn, rồi người ta gắn một cái lá khác vô đây. Chắc là người ta bùa độ chế theo bài của họ, cái đấy tùy nha. Rồi tiếp theo là cái lò xo thì người ta lại xài bốn cái lò xo TA nha, bốn cái lò xo TA 2.8 với lại một cái lò xo khác, không phải lò xo 2.8 đấy nữa, mà bốn cái lò xo TA 2.8 và một cái lò xo khác. Cái lò xo này nó nặng hơn nha, mình kiểm tra rồi, nó nặng hơn cái bốn cái lò xo TA này.
thì khi mình cắt côn vô ấy thì nó sẽ không có được ép đều đúng không? Cái nồi sumo dressing là đang cực kỳ là khó căn nha, mà tự nhiên giờ lại bốn cái lò xo mềm hơn mà tự nhiên có một cái lò xo cứng, khi mình cắt côn nó sẽ bị nghiêng như cái nồi mình đi với, nó sẽ không cắt đồng đều với nhau thì nó sẽ lại càng vật hơn. Và cái lò xo sumo dressing thì lại còn 5 cái đầy đủ mà trong cái bịch anh mang tới đây cho mình, thì bây giờ anh về lại cái nồi gì nào ấy, cho nên là anh đưa hết cái đầy đủ combo tới thì mình mới phát hiện ra điều đó. Thì 5 cái lò xo sumo dressing nó nằm ở trong bịch mà người ta mua thêm 4 cái lò xo TE và một lại chế thêm một cái lò xo khác vô nữa. À, các bạn thấy không, nói chung là mình không hiểu cái bài người ta như thế nào nhưng mà mình thấy nó không ok nha. Ít nhất là phải 5 lò xo nó phải đồng đều lực với nhau, nó cắt côn mới ok được. Về cái nồi này là như vậy thôi, nó có nhiều cái nó bất hợp lý như vậy các bạn. Bây giờ mình về cái nồi zin cho anh ấy. Cái nồi này cặp đế này là của anh mang tới, chủ xe mang tới nha, thì mình sẽ lấy cái đế đấy gắn vô rồi mình sẽ lựa chọn cái lò xo nó nào mà 4 cái lò xo nó phù hợp nhất thì mình sẽ gắn vô cho ok. Rồi là 4 lá sắt thì mình đang tính toán, có thể là anh chủ xe giữ lại bố zin này thì mình sẽ giữ lại cho, còn không thì thay mới nha. Chứ cái này nó nhìn nó cũng khá xuống cấp rồi, không còn ngon lành gì nữa. Rồi cái xe này thì mình cố gắng giải quyết cho ngày mai xong luôn đấy. Rồi tiếp theo là cái xe bảo dưỡng phun máy. Cái xe này được trước đã làm ở bên mình cách đây 6 tháng đấy. Mình kiểm tra lại cái build cũ trên Zalo thì làm cách đây 6 tháng, nhưng mà làm những cái chi tiết nào, làm cái ép dên, làm cái cao su tại dên nha. Để cho cái xe này nó bị lỗi tại dên hay là gì đó thì mình tư vấn là tháo ra làm tại dên mới ép dên đó. Thì nhìn build ấy, thì mình đoán ra tiểu sử như vậy thôi nha, chứ mình nhớ rõ lắm, mình chỉ có nhìn thấy build thôi. Là build là đã làm tại dên, cao su tại dên, làm cái ép dên lại rồi. Và cái gì ta, cái đầu ấy thì mình đã thay hai cái số bắp ICS rồi. Thì nói chung trong build mình đã tính tiền ấy, thì nó vẫn đang còn nguyên vẹn cái đồ của mình như vậy, chưa có gì thay đổi cả. Và cái máy này thì mình sẽ tính theo phương án ấy là mình sẽ giữ là cái dên nha, tại vì cái dên nó đang rất là ngon luôn, cái độ rơ của nó có một chút thôi, nói chung như kiểu nó mới ép thôi các bạn, mà giờ tháo ra ép lại thì rất là uổng. Và cái tạ dên thì mình đã làm cao su rồi, cho nên cái bụng máy nó cũng chả có cái phần gì để mình phải làm nữa. Rồi thì cái lòng ấy, cái lòng là nó cũng đang còn đẹp, cái lòng nó đang còn khá đẹp nha, nhưng mà theo như anh muốn mà bảo dưỡng như thế này rồi ấy, thì mình sẽ xoáy cái lòng này luôn. Đã qua sử dụng các bạn, mình sẽ xoáy luôn cho nó đồng bộ luôn. Thì mình đã nói với anh khách rồi, nếu ví dụ cái phần nào em làm nó đang còn ok thì em sẽ giữ lại, còn nếu mà cái phần nào mà chưa làm ấy thì em sẽ làm lại đi cho nó máy nó đồng bộ rồi ok. Cái nào tận dụng được tận dụng, cái nào làm là làm nha. Nói chung là anh chủ xe này cũng khá kỹ các bạn, nhìn cái xe cỡ này bảo dưỡng là biết là kỹ cỡ nào đó. Còn nhiều, có nhiều bạn mà xe nát tươm luôn nhưng mà vẫn chưa muốn bảo dưỡng, nhưng mà như cái xe này thì nó dạng là đang rất ok luôn á, nhưng mà vẫn muốn bảo dưỡng lại cho nó ngon lành. Rồi thì cái lòng này mình sẽ xoáy lại lên cốt. Nếu mà tình trạng mà các bạn muốn để chạy ấy, như các bạn xe mà chạy những cái hiện tượng mà chưa bị ra khói nó đang còn êm ấy, thì các bạn cứ để các bạn chạy thôi. Khi các bạn khui ra, nếu mà các bạn để ở trong xe thì nó sẽ là đang còn ok đúng không, nhưng mà khi các bạn nó đã khui ra rồi thì nó lỡ cỡ các bạn, như kiểu là bỏ thì thương mà vương thì tội kiểu vậy. Nếu mà không làm ấy thì cũng khó xử, mà làm ấy thì nó cũng uổng kiểu vậy, cho nên là nó cũng khó nha. Nhưng mà bây giờ cái xe này thì mình sẽ làm lại cái lòng, làm lại cái xoáy lại cái lòng nha. Cái đầu ấy thì xúc bắp đây đúng không, cái đầu đây xúc bắp mình kiểm tra độ rơ thứ nó đang là ok luôn, không còn gì phải suy nghĩ tới cái đầu nữa. Còn cái nồi này á, các bạn nhìn thấy là bố nó cũng đang rất đẹp đúng không, bố zin nha, cái này là bố zin. Có thể là anh làm lại và anh thay lại bố zin đấy thì nó là như thế này. Còn trong view ấy thì mình chưa từng làm nồi cái xe này đấy. Và bên mình cũng không có xài bố zin, bên mình chỉ có xài bố ECD thôi. Còn cái này là bố zin thì mình cũng không biết là cái bố này anh đã chạy trong thời gian khoảng bao lâu, nhưng mà khi mà mình đã tháo ra như thế này rồi mà anh muốn bảo dưỡng lại mà nó ok nhất ấy, thì mình sẽ lại thay là bố luôn nha. Còn nếu mà như các bạn mà gọi là tiết kiệm thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại được, không sao. Còn nếu mà muốn ok thì thay thôi, thay. Tại vì nếu mà ví dụ mà chạy thì nó có hai trường hợp ấy. Một là tới định kỳ chúng ta sẽ làm, như kiểu là giống như vệ sinh họng xăng kim phun, rồi là kiểm tra máy móc các thứ lại, hãng là người ta đưa ra những cái định kỳ là không biết là nó ngon hay nó dở, thì tới định kỳ đó chúng ta kiểm tra rồi chúng ta thay thế những cái chi tiết đó là nó ok nhất. Rồi còn cách thứ hai là chúng ta chạy cho nó hư luôn, hoặc là nó xuống cấp, gọi là chúng ta cảm giác được nó rồi thì chúng ta mới làm lại đúng không. Thì như cái trường hợp này là thuộc dạng là tình trạng là như kiểu là
bảo dưỡng theo định kỳ các bạn. Nghĩa là thấy lâu lâu rồi anh muốn bảo dưỡng, anh muốn thay thế mới cho nó ngon lành. Cho nên là không thể đánh đồng được tất cả những cái đối tượng khách hàng và những cách làm khác nhau, nó giống nhau nha. Đối tượng khách hàng khác mình sẽ làm kiểu khác, còn đối tượng khách hàng khác nhau mình sẽ tư vấn, mình làm kiểu khác nhau. Đó, mỗi người có một cái túi tiền khác nhau, mỗi người có một cái mong muốn làm xe khác nhau, đúng không? Cho nên mình sẽ tư vấn, mình sẽ tìm cách mình làm sao cho nó phù hợp nhất với mọi người nha. Rồi, cái xe này thì vậy thôi. Cái xe này thì mai mình sẽ làm đầu lòng một thứ xong xuôi rồi, mình sẽ làm vô, lắp vô, căn chỉnh ngon lành. Nồi thì mình cũng sẽ làm ngon lành, kiểm tra cái hệ thống FI, hệ vệ sinh ông sạc kim phun, lọc gió thứ xong xuôi. Rồi khi nào xong thì mình sẽ báo cho anh chủ xe lấy. Đó, cái xe này thì còn thay xi nhông đĩa đồ các kiểu nữa, chứ không có rồi làm những cái chi tiết lặt vặt nữa. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái máy nha. Rồi thì cái xe này thì cũng chưa có tháo ra, nhưng mà mình nổ máy cho các bạn nghe thử nhỉ. Cái xe này nó bị bể lốc nữa, tiện thì mình tháo ra mình bể, mình hàn cái lốc đuôi cá luôn. Ngày xưa chắc bị đứt tuốt sên hay là cái gì đó, nó văng ra nó bể nó bị xì nhớt ở đây rồi nha, lục một lỗ. Nổ lên thì nghe nó cũng khá bình thường. Cái máy của Winner ấy, khi mà mình nổ lên đúng không, thì nó có một cái tiếng giọng nhẹ nhẹ. Máy đứng thì cái nào nó cũng giọng nhẹ nhẹ thôi là bình thường, nhưng mà nếu mà nó giọng bất thường thì mình sẽ biết. Rồi mình khi mình lên ga đột ngột đấy, khi mình lên ga đột ngột nó có một cái tiếng róc rất lớn nha, nó có tiếng róc rất là lớn. Có nghĩa là hiện tượng như thế này là mình đoán là cái tạ dê nó đã bị va chạm với chốt với nhau rồi. Cái chốt nó va chạm với cái thành vách mà mình hay nói tới đó, là nó tạo ra cái tiếng thép ba đập, nó sẽ có cái tiếng bén bén đấy các bạn. Đó, cho nên mình bây giờ mình đang xử lý cái lỗi xe này thì mình sẽ rã ra, mình kiểm tra và mình xử lý lại hết những vấn đề trong đó nha. Và anh chủ xe này thì anh cũng có hỏi là bây giờ nếu mà ví dụ cái tình trạng máy như thế này mà làm lên 60.3 thì có tầm 7 triệu đủ không? Thì mình trả lời luôn ở đây để cho các bạn vô tình mà có những người nào mà chuẩn bị làm hay là có những vấn đề gì đó mà giống với xe này ấy, thì các bạn sẽ biết cách nha. Nếu ví dụ mà cái xe này mà làm 60.3 ấy, thì sẽ phải làm cái xe này chưa có bô, chưa có lọc trụ, chưa có họng xăng, chưa có một cái gì hết. Nói chung là xe này là nguyên zin. Thì bây giờ nếu ví dụ mà làm 60.3 mà nó chưa có sẵn bô xăng lửa ấy, thì mình sẽ phải làm cả cái họng xăng, bô, móc bô để các kiểu nữa. Thì nó sẽ là 8 triệu, có khoảng tầm 8 triệu nha, là từ cái phần đầu lòng trở lên thôi. Rồi làm họng xăng, móc ESU, thay kim phun thứ đấy, là những chi tiết liên quan tới cái 60.3 từ cái phần đầu lòng trở lên về phía bên ngoài thôi, thì nó tầm 8 triệu. Nhưng mà cái xe này nó đang bị cả cái dên với cái tạ dên nữa các bạn, thì phải chỉa máy ra, đúng không? Rồi làm coi như là làm full máy mà 60.3, thì nếu mà tính ra thì nó phải tầm có khoảng 11 triệu tới 12 triệu thì mới làm được nha. Nếu mà cái xe này nguyên zin nguyên bản và đang bị lỗi ở trong phần bục máy thì làm lại nó có khoảng tầm 11 tới 12 triệu. Còn nếu mà các bạn đã có bô xăng lửa sẵn rồi và tới đây làm lại mà cái đông bục máy nó đang còn ngon lành không phải chẻ ra thì mình làm nó sẽ hết cỡ khoảng tầm 6 triệu nha. Rồi cái xe này tí mình sẽ tháo ra rồi lúc nào mình tháo xong thì mình sẽ quay phim cho các bạn xem. Giờ lu bu mình đang phải làm mấy cái này để nghỉ sớm ấy, chứ còn nếu ví dụ cứ làm vật vờ là có thể tới nửa đêm chưa được nghỉ, đúng không ạ? Giờ là cũng khoảng tầm 7-8 giờ rồi. Rồi chào các bạn nha.